Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu ở trong một cái bài tình ca ballad cũng khá là lâu của những thập niên 90, một bản rock ballad rất là nhẹ nhàng, đó là Love Is On The Way của band Sài Gòn Kid, ban nhạc người Mỹ ha các bạn, nhưng mà cái tên của họ là Sài Gòn Kid. Thì cái câu này nghe nó rất là đã ha. Thì các bạn tập được câu này rồi thì các bạn thấy là các ngón của các bạn nó dang rất là rộng và nó giúp cho các bạn vươn ra được những cái hợp âm khó sau này ha. Thì bây giờ mình không bàn gì tên của cái hợp âm, các bạn nghe nó phức tạp, mình chỉ tập thôi ha. Thì nó có một cái kiểu mà mình hướng dẫn các bạn hai cách. Một cách là theo cái kiểu ban nhạc đánh, còn một cách là theo mình đánh, mình sẽ làm cho nó khó hơn một tí ha, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc luyện tập. Cái đầu tiên của chúng ta sẽ bấm như sau, nó có hai hợp âm thôi. Đầu tiên các bạn bấm ngay ngăn 4 của dây số 5, sau đó ngón giữa nè các bạn bấm ngăn 6 của dây 4, và ngón út các bạn bấm ngăn 8 của dây 3, coi như mỗi cái lên là 2 ha, 4 nè, 6 nè, 8 nè, thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta bấm rải từ trên dây 5 xuống dây số 1 luôn ha, ta đánh như này. Rải xuống xong các bạn rải ngược lên, các bạn thấy chưa, nghe đã không? Thấy không, các bạn ngâm 4 nè, 6 nè, 8 nè, đó. Rồi sau đó các bạn mới chuyển lên, các bạn đánh hợp âm tiếp theo còn thuộc về la ha, thì chúng ta bấm ngâm 5 nè, ở đây chúng ta rời còn ngâm 7 nè, ngâm 9, tức là của dây 6, dây 5, dây 4, 5, 7, 9 nha. Đánh ba cái đó thôi. Đây là cái cách của ban nhạc đánh, họ dùng ba ngón này thôi. Đầu tiên họ đánh như thế này, họ di chuyển giống như từ cái thế tay ngăn 4, 6, 8 của ở dưới, họ chuyển lên một ngăn, họ đánh ở trên như thế này. Đó, thì các bạn thấy gian rộng như vậy là cũng khá khó rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đánh nó khó hơn tí, tức là mình giữ cái thế tay đầu, mình chỉ di chuyển ngón thôi, và cái ngón giữa này mình giữ lại, mình đánh bằng cái ngón đeo nhẫn này để cho tập cho nó gian rộng hơn khó ha. Thì cách mình đánh như sau, thì lúc này coi như là bốn ngón các bạn đều bấm vô luôn ha. Lúc này các bạn di chuyển từ dưới này lên, xong các bạn đó, di chuyển lên 5 nè, cái ngón này đeo nhẫn các bạn bấm vô ngăn 7, ngón út các bạn vươn rộng ra ngăn 9 à, thì các bạn tập thử theo cách này nha, như sao lại nha. Rồi, hy vọng là cái bài tập nhỏ nhỏ này giúp các bạn luyện cái ngón mình dang rộng ra thêm ha. Các bạn nên nhớ rằng ngón út cực kỳ quan trọng nha. Các bạn mới tập, các bạn thấy cái ngón này nó yếu nhất, nhưng nếu các bạn mà không chịu tập thì sau này những cái hợp âm khó các bạn đánh nó không có nổi. Phải vươn ra xa, phải vươn rộng thì các bạn đánh không được. Mà nếu các bạn đánh những hợp âm được thì solo mà các bạn thiếu cái ngón út này đi thì các bạn cũng khó mà đánh được những cái câu khó. Do đó hãy cố gắng luyện tập nhé. Hôm nay mùng năm rồi, hết Tết rồi, chúng ta bắt đầu vụ quần mới, và đừng quên cây đàn guitar của các bạn nhé. Xin chào.